Quy xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày dồi dào sức khỏe với thành công nha các bạn. Buổi sáng thế đây thì Quy chỉ biết đi câu thôi, mà ngày hôm qua mình đi cắm cua, cắm cua không đủ, mấy đứa nhỏ rủ đi bắt cua nữa. Hôm nay sẽ nấu bún riêu nè, bạn coi clip nhớ đón xem clip nấu bún riêu nha các bạn. Dưới này mình thấy dính cá quá chừng nè, để chút nước cạn cạn kêu phút ra cái thăm. Quy định câu bên kia, Bình Dũng xe rau muống bên kia kìa. Ở đầu rạch thì câu rồi, có cá trê rồi đó, nhưng mà để câu bên kia kìa, không có. Chủ yếu mình kiếm cá rô, mình thích cá rô hơn. Và nó kiếm cá rô trước, không có câu dưới đầu đập này, cái đầu ngọn rạch này. Sáng nắng sợ, giờ dịu dịu gì chứ. Chút nắng tét đầu luôn. Nắng sau những cơn mưa nắng này thấy cái cảnh đẹp thiệt đẹp các bạn ha. Cái sáng bừng lên. Hôm qua cũng có câu mà giật không được. Dướng rau muống này giật mấy đứt mấy lưỡi. Hôm nay mình đã dọn dẹp sạch rồi, với mình đập bớt mấy cây bạn thấy bùa gừa nè. Thả cần nó cứ dướng. Này dễ thấy phao nè. Đây là cám viên, cám viên cho vịt ăn các bạn, hay gọi là thức thức cho vịt ăn, thức ăn cho vịt á. Nay dụng này mình làm thính để nhử. Không mấy bạn lấy cua đồng đập ra cũng được, hay có cái gì đứng kiến giải xuống cũng xong, gì cũng được. Mới thử cần một dế nha bạn, cách chê đầu tiên. Lô lô đâu thịt cá đâu anh ba. Cực kỳ năng nó kiểu mà. Sảy rồi. Rồi gỡ cần này cần kia cá nó lại. Cái chỗ này mình cũng câu thường nên mình hay cứ rải mồi á, nó biết chỗ ăn nó lại, mỗi lần rải mồi nó sẽ lại tập trung đông vậy đó. Bạn câu cũng để ý, ví dụ mấy chỗ gần nhà mấy bạn biết, chỉ có bạn câu thì con câu xong cứ rải mồi về, hai ba hôm nữa câu lại, câu cũng rải mồi vô đó nó lại. Mới sinh gì thấy ít rau muống thì chút qua hái để nấu bún riêu à, đút được cua.
Những con gà chắc lai gà đông tảo các bạn. Con cảo đông tảo vậy, chân chà bá. Hello. Cái còi hụ là còi bên xi măng nhà Hà Tiên các bạn. Hụ đúng 7 giờ. Nắng quá bù trốn vô đây cá không được. Ôi trời ơi cá rô bự quá trời đất. Dạ, mới lại luôn á, cá rô khủng không, 3-4 ngón tay. Cái này không có phao. Cái bờ nó tụt ra. Đèn móc ngồi. Cái tút kìa. Cái đó không có phao, không mắc cái phao. Kéo ngon quá. Kéo nữa kìa bạn. Cắt trì quá. Mạnh cái lên bờ đi đến tù. Cần kia kéo mất này. Đấm lúc. Ừ. Xong kiếm hợp ích luôn nè. Lùm đã ha. Kéo kéo chờ lúc phao cái trề quá úp mọt quá chứ.
chạy mạnh nó chìm thôi. Cá nó ăn hay sao? Nãy giờ này 10 phút rồi. Các bạn coi cái đầm, cái ao súng này, đẹp quá, đẹp. Cá không ăn nữa mình đi quay cảnh. Trên đây nắng mình giờ ra đầu rạch con. Nước chảy mạnh quá. Đây mà nước chảy chậm chậm chảy câu cũng ngon. Rạch này câu lúc nào cũng có cá. Kéo lúc phao. Qua nấp xuống dưới đây tụt cây câu xuống dưới kia. Hết giờ cá ăn rồi, mình gom cần. Nãy giờ đứng 10-15 phút mà không có con nào kéo nữa. Mình cân cho các bạn coi nha. Anh nuôi cái vỏ đổ ra thao cái trừ bì rồi 2,7 kg, 2,7 kg cá nha. Giờ mình đổ ra thao.
bảy lạng, gần 7 lạng cái vỏ, vậy được 2 kg cá ha. Con cá kê. Bảy đi bao nha. Rồi chào các bạn nha.